Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Toàn thể cô chú anh chị và tất cả các bạn trong nước cũng như ngoài nước, thì hôm nay có cái duyên được ông hai người cũng kế sớm, đồng hai cũng tu về bên giáo lý của Đức Thầy, thì ông hai biết như thế nào thì ông hai sẽ chia sẻ lại cho mọi người mới học hỏi dễ hiểu hơn. Là con chào ông hai. Dạ, ông hai ơi, ông hai cho con hỏi là ông hai tu bao nhiêu năm rồi ông hai? Ông hai hồi trước thì làm từ trợ y ở nhà thuốc Tuyên Quang á, dạ cũng mười mấy năm rồi. Bây giờ ông hai vô chùa Bình Minh 4 năm rồi, 4 dạ năm mấy tháng rồi. Dạ, vậy ông hai cũng làm từ thiện ha? Dạ, hồi trước thì làm từ thiện. Dạ. Mười mấy năm rồi nghỉ yếu rồi, cái vô bị khớp đó, rồi vô Bình Minh tu hết 4 năm nay rồi. Dạ. Dạ thì mấy năm nay ông hai yếu, ông hai không có đi làm từ thiện được hay ông hai? Không có làm nổi vì hai cái khớp nó đi không được, đi khó đi lắm. Dạ. Ông hai ơi, con xin hỏi một số câu hỏi của anh chị ở bên nước ngoài. Ông hai là chị này, chị hỏi là tu theo giáo lý của Đức Thầy mình tu như thế nào mà cho dễ hiểu không hai? Rồi tu thì bây giờ thì cái căn cơ trình độ của chúng sanh bây giờ thì tối tăm lắm, không có thông minh như hồi trước, mà tu theo kiểu thiền định. Bây giờ tu theo phước huệ không à, tu tịnh độ không à, tu pháp môn niệm Phật không à, chứ còn cái mà theo nhà sư thì tu không nổi. Bây giờ trình độ căn cơ nó của chúng sanh bây giờ tối tăm cạn cợt lắm. Vô tu theo hòa hảo thì bây giờ pháp môn niệm Phật không là tịnh độ đó. À, có phải phước huệ xong tu là mình vừa tu mình vừa làm từ thiện, mình đi làm phước không hay? Hồi trước thì làm từ thiện là trợ ý đó. Bây giờ làm không nổi rồi, bây giờ trở về lại chùa tu tịnh độ, tu niệm Phật không, niệm Phật không à. Dạ, vậy là tu bên tịnh độ niệm Phật hay không hay? Ừ. Vậy là ông, như là thầy có dặn bổn đạo là tu sau này nếu mà mình muốn tu cho dễ thì tu tịnh độ, hoặc là mình tu pháp môn nào không hay? Dạ, bây giờ tu thì tu niệm Phật cầu vãng sanh đó. Bây giờ tức là niệm Phật để sau này mình lâm chung là mình được Phật A Di Đà tiếp về độ mình về Tây Phương Cực Lạc, rồi mới tiếp tục tu tiếp. Chứ bây giờ này tu pháp môn nào cũng lâu hết trơn, không có mau được. Bây giờ chỉ có niệm Phật à. Thì thầy chỉ dạy niệm Phật, có môn niệm Phật là đường đi tắt đó, đi mau hết nữa, chứ không có pháp môn nào mà tu mau bằng pháp môn niệm Phật hết. Dạ. Còn con đi nhiều chỗ thì có một số đồng đạo người ta nói về cái hội Long Hoa đó không hai? Nhưng mà cái hội Long Hoa là diễn ra là tại sao không hai? Cái hội Long Hoa thì cũng cho biết là Đức Thầy cũng cho biết là tu mà nếu mà không được về Tây Phương Cực Lạc thì cũng dự hội Long Hoa. Nhưng mà con thắc mắc như này ông hai, có một số người cũng như là người ta mê tín, người ta nói là mua đồ dự trữ hội Long Hoa, cái đó là có đúng hay sai không hai? Không, cái người đó không có nói gì chứ không biết đâu. Long Hoa mà là sao biết được, chỉ có là tới chuyện đó rồi thì mình tu thì mình mới được hưởng, mình mới được thấy, mình mới về đó. Mình mới biết là cái hội Long Hoa là ở chừng nào tới thì chừng đó mình mới biết, bây giờ biết sao được. Có nghĩa là cái người đó nói là mua đồ dự trữ đặng dự hội Long Hoa, vậy là đúng hay sai không hay? À, sai. Thì thật thầy có nói là mình tu nhưng mà mình đừng có ham linh đúng không hay? Dạ, nếu cái người mà ham linh là người đó là tà rồi, không có chánh. Cái người mà chánh là không có nói vụ linh thiêng gì trơn á. Tu chừng nào được tới đâu thì hưởng tới đó, chứ còn nói là cái linh là cái tà bên tà, chứ không có cái pháp linh bên Phật thì không có tin tưởng gì cái chỗ linh thiêng hay là gì. Vì Đức Phật Đức Thầy là không có, nếu mà này còn không có cho dùng cái thần thông,
chỉ là đi mà đi bộ sớm không có được, là dùng thần thông đi nữa chứ đâu có phải ham ham linh mà đúng đâu. Dùng thần thông đi là sao không hay? Dùng thần thông tức là mình làm cái pháp linh cho người ta tin này, rồi mình nói cho người ta ta biết chứ cái bên Phật thì không có cho mình dùng thần thông, không có dùng cái phép linh đó. Đức thầy cũng không cho, thầy không có cho, mà bên nói địa linh tiên á, rồi bên đó là rồi cho biết là tà chứ không phải chánh. Dạ, vậy là nói chung là mình tu mà muốn có mục đích thì mình cứ nắm pháp môn tịnh độ không hả? Cái mong kiểm là độ là nó dễ tu, mà nó có dễ thành hơn là bây giờ không có pháp môn nào mà tu bằng pháp môn tịnh độ niệm Phật. Còn cái linh thiêng là cái bên đó là bên nó bên tà chứ không có chánh, chánh tà không có già, không có dùng cái phép linh đó. À, cái câu của Đức Thầy ông hai là như thế này là tới chừng đó bốn phương có giặc rồi câu tiếp theo là câu gì đó ông hai, con không hiểu cái câu đó là như thế nào ông hai. Tới chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết ta tha, vị sẽ mau kiếm chữ Maha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đức là mình niệm Phật, mình theo Phật, mình tu thì chừng đó mình mới mới được 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 hưởng cái phép đó của Phật độ cho mình. Còn nếu không tu là không tránh khỏi cái đó, không tránh cái nạn khổ đó. Nhưng mà có một số người người ta nói cái đó là cái lời răn đe của Đức Thầy như vậy có phải không hay? Đâu phải răn đe, Đức thầy đâu có nói răn đe, nói là nói thiệt, nói đúng chứ đâu có nói dạ, đâu có nói hù, đâu có nói nhát, đâu nói câu nào là đúng chỗ nấy chứ đâu có nói sai. Vậy là mình nói chung là thầy lời thầy nói thì cũng như là tiếng hồi xưa tiếng 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 Phạn hồi xưa hay sao không hay, con thấy một số câu nói của Đức Thầy mà có nhiều người tu nhiều năm cũng không hiểu á. Cái chuyện nào mà mình thấy mình có học, có hỏi, có biết đợt giảng mình dí dạy cho mình, nhưng mà tới triệt mình mới biết. Còn cái mình đáng thì mình cũng không có biết được, nên mình không có chắc gì chúng. Mà thì mình nói cái Đức thầy nói là câu nào nói thì tới chừng nào tới thì mình mới biết được, chứ giờ mình nói mình đáng trước là mình không không dám đáng nữa. Bởi vì cái bậc bậc Phật là không có nói sai, mà điều tại vì mình hiểu không được, mình không biết, cho nên mình không dám nói. Chứ nói thì trong giảng nói thì mình nghe mình biết rồi, nhưng mà mình nói lại thì mình không dám nói, chứ tới thì mình biết, Nhưng mà tới chừng tới thì mình biết. dạ, con thấy cái lời thầy nói sau này cũng thấy tựa tựa đâu mà, tại vì nó diễn ra hiện tại nè, con cũng thấy là giống giống. Bởi vì Đức thầy dạy là pháp môn tịnh độ là pháp môn tu tắc, nên là tu để tới chừng ngày mình nhắm mắt giảng sanh thì mình được niệm Phật, là mình được Phật cứu giảng sanh về Tây phương cực lạc. Còn nếu mà không về được cực lạc thì cũng được dự hội Long Hoa, nhưng mà cái hội Long Hoa mình không biết chừng nào tới thì mình không biết. Nhưng mà cực lạc thì nếu mình chuyên niệm Phật là mình được thanh tịnh, tới ngày mình nhắm mắt mình được niệm Phật là được giảng sanh, được Phật cứu về cực lạc đó. Phật nói là ở Tây phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật, thì ai niệm Phật là được. Là Phật không có nói sai, không có nói với mình, nói mà nói gạt mình. Nhưng mà con thấy đi một số nơi cũng có một số người ta không có tin tưởng về bên Đức Thầy và Phật đó không hay? Cái luôn luôn là cái nhiều đạo, cho nên nghĩa là đạo nào người ta không theo thầy thì người ta không tin, người ta cũng bài bác được vậy. Chứ không phải coi chỉ có mình là cái người tôn giáo của mình, người đạo của mình thì mình tôn trọng, còn cái người ta không phải là người đạo thì ta không có tin. Cũng có nhiều lời ta bài bác, ta không không tin mà ta còn cho rằng mình nói không có đúng nữa. Yeah. Cái đó gọi là nhân hư chứ đạo bất hư đúng không hay? Thì vậy đó, chứ trong giảng thì nói là tới đây, nói là tới đó, nói là có là tới là có, mình biết thì mình thấy liền đó, chứ không phải nói mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang cảnh khổ không kề bên tai, bây giờ bên bang cũng gần tới mình rồi nè, chứ không phải là mình không tới đâu, mà mình chưa tới là mình chưa thấy, chứ còn tới là mình thấy à.
Cái câu hồi nãy con nghe nói là dậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha. Chữ Ma Ha là sao không? Ma là về là mình kiếm chữ Ma Ha là niệm Phật ra tu đó, nhưng Ma Ha là phải niệm bài niệm Phật đó. Lời thầy nói có nhiều câu mình cũng khó hiểu quá hay không hay? Nhưng mà con nghĩ là những người tu lâu năm người ta sẽ hiểu cái lời thầy nói. Người ta thông minh là ta nhớ giỏi thì ta nhớ, người ta nói vậy rất là dễ, còn mình ngặt mình nó tối tăm rồi mình nói tới nói trước mình quên làm sao, cho nên mình nói không rành đó chứ. Người ta rành ta thông, người ta nói vậy nó rất là thông rất là chuông, mà nói nó cũng như đầy đủ ý nghĩa, cũng như nói về hai thiện là rất là ông hai lùng đồ, người ta nói thì thôi, cái nếu gì bên đạo Hòa Hảo người ta nói rành lắm, còn mình thì nói mình nói không được, bởi vì cái nhớ của mình không có rành, không nhờ không rõ, rồi thành ra mình không dám nói nhiều. Như tao hồi trước bây giờ tao dốt chứ tao đâu có cái gì, cho nên làm từ thiện là cũng mười mấy năm đó, rồi vô chùa đây rồi niệm Phật, duy chỉ có pháp môn niệm Phật, rồi theo nghe lời thầy chỉ dạy cho mình là niệm Phật rồi, để mà chết khi mà mình chết mình được Phật cứu mình vãng sanh, hay là cái điều đó là cái nguyện vọng của cái người tu tịnh độ đó, niệm Phật. Chứ giờ mình đâu có cái tinh thần, có cái khả năng sáng suốt đâu mà mình tu bên thiền được. Nhưng mà con thấy pháp môn thiền á, nếu mà mình không khéo là mình bị tẩu hỏa đúng không hay? Ừ, bên thiền người ta là tao có cái duyên sâu rồi, người ta thông minh rồi, ta bên thiền ta tu mới nổi, còn mình mà dốt nát bên đây như là khu khờ dại mà mình luôn tu thiền không nổi đâu. Thầy có nói là hồi nãy như ông hay nói là mắt nhìn Nam Quốc gì đó không hả? Mắt nhìn ngoại quốc Nam tham Quốc thê, già. Nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì mấy năm nay mình lên coi vô tiếng truyền hình là mình thấy đó là người ta có bị rồi, ta có bị bão lụt hỏa hoạn rồi, lốc khí gì đủ thứ mình thấy hết, mà mình thì chưa thấy. Rồi cũng lần lần tới mình, bởi vì nói trước là mình sao chót đó thì mình cũng tới, nhưng mà chưa mình chưa có thấy gì, thành ra mình cũng chưa biết là chừng nào tới, chứ còn cũng phải tới. Nói chung là vậy là lời lời thầy nói ra là không có sai không hay? Không có sai, nói là từ từ tới, mà tới mình mới mới biết, chứ bây giờ mình thì cái trình độ của mình, cái chữ hậu học hỏi độ trên kinh nghiệm thì mình không có nhiều, cho nên không có đoán trước, chứ còn tới thì mình biết. Như bãi thiện rồi nói thầy ta nói trước hết trơn, còn mình là dốt, mình nói không được, mình không có dám nói theo cái kiểu như bãi thiện, bởi vì mình không có biết, mình đâu có nhớ nhiều, mà nói cho nhiều mình nói đâu có được. Ông ơi, tại sao Đức Phật lại chọn cái vùng đất An Giang cũng ở Việt Nam Đức Phật ra đời không ai? Thì hồi hồi trước là ở Ấn Độ, còn bây giờ thì Đức Thầy ra ra đời ở tại Hòa Hảo Tổ Đình đó, tức là mà cũng là nhiều nhiều trời, mà giống như là chuyển kiếp lại là từ Đức Phật thầy Tây An, rồi chuyển chuyển kiếp lần lần xuống là tới Đức Đời Bổn Sư, rồi tới Đức Thầy đó, là cũng chuyển kiếp trở lại về là về để mà truyền dạy người Phật giáo Hòa Hảo đó.
thì Đức Thầy là ra ra đời tại vùng Hòa Hảo. Nhưng mà có phải là ở Việt Nam mình nhiều người tu đúng không hay? Ừ, Việt Nam là bây giờ thì nhiều người tu lắm. Cái câu của thầy có nói là khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây ngày nay thế cuộc đổi thay gắn lo tu niệm đặng thầy cứu cho là sao không hay? Thì cái lời thầy cho biết là đời này thầy rất là khổ mà phải việc chỉ dạy cho mình ráng lo tu niệm, ráng niệm Phật rồi ngày sau rồi Đức Thầy mới cứu được, chứ còn cái người không tu là không 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 có thể nào mà cứu được. Tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, tức là mình ráng niệm Phật thì tới cái giờ khổ thì có người cứu độ cho mình. Chung là anh chị ở bên nước ngoài thì không có thời gian đi tu nhưng mà tu niệm Phật rồi đó, nhưng mà anh chị nước ngoài có gửi tiền về làm từ thiện không hay gì là có phước không hay? Thì cái người đó người ta cũng có cái đức công đức cao rồi, người ta mới là nghĩ tới cái chuyện là tạo công đức giúp đỡ cho người khổ, thì cái công đức của người ta nó có rồi nè, bây giờ ta tạo thêm, ta gây thêm hoài thì cái phước đức người ta vẫn còn hoài, ta nhiều thêm chứ đâu có mất. Mình nó tại vì cái nghiệp quả của mình nó có mà mình công đức nó không có nhiều, cho nên mình phải nghèo khổ. Chứ người ta đã có phước rồi, mà ta đã có tiền rồi, mà ta đã bố thí nữa, thì cái phước đức người ta lúc nào người ta cũng hơi lên hoài, hơn hoài chứ đâu có mất, cao lên. Thì cái phước đức vừa cái giàu có, cái thân tướng người ta thì có cái phước tướng, phước đức người ta mất, nó mất luôn. Dạ, mình không có thời gian tu thì mình làm từ thiện cũng được hay không hay? Dạ, không có thời gian tu tức là làm từ thiện thì mình chỉ có làm phước mình được hưởng phước thôi, chứ cái làm từ thiện không có thể được vãng sanh, nhưng mà Dạ. có cái công đức, có cái phước là chứ không có được cái phước vãng sanh. Cái đó là mình hưởng phước được hưởng phước hay sao không hay? Ờ, mình hưởng phước được đời này đời sau thì mình có cái phước thì mình hưởng, chứ còn cái niệm Phật mới được vãng sanh, cái tu của tịnh độ mới được vãng sanh, còn cái làm phước là không có được, chỉ mình được hưởng phước. Kiếp này mình cũng được hưởng mà kiếp sau mình cũng được giàu có, mình cũng được vãng sanh, cũng được phước tốt tướng nè, hay là cái công đức mình đã có rồi thì mình cũng được giàu có, mình đủ cái phước rồi thì nó không có mất. Không có phước là mình làm tội thì mình phải hưởng chứ không có tránh được. Dạ. Bởi cái người nước ngoài, người ta ở nước ngoài đó người ta cũng có cái phước rồi, người ta mới có giàu có, người ta mới đi được ở chỗ ấy, người ta có giàu có, người ta có tiền. Có một số người thì giàu giàu quá, một số người nghèo quá không hay? Ừ. Cái đó là do cái phước đức căn cơ của mình hay Đó sao là không hay? phước đức của ta đã nó tích lũy nhiều đời kiếp rồi. Bây giờ ta tới kia không chỗ nào ta cũng có tiền, ta cũng có phước đức, ta cũng hưởng được. Còn cái người thiếu phước đức rồi ở chỗ nào cũng nghèo khổ, không có giàu có được, không có sung sướng được. Mà thân tướng cũng không có tốt được. Chơi y là sao hay Hả? làm chơi y là sao? Chữa y tức là mình hút thuốc á, Dạ. hút thuốc cho bệnh nhân á, là mười mấy năm đó, là chuyên môn hút hút là không có nghỉ Vậy là ông hai làm hút thuốc nam ha? đó. Ừ, hút thuốc nam ở cái nhà thuốc từ thiện Tuyên Quang đó. Dạ. Rồi vậy là ông hai có học được mấy bài thuốc nào để mà trị bệnh cho anh ta không hay? Có tài liệu nhưng mà mình quen rồi, mình học rồi mình thuộc lòng, mình giờ
vị thuốc mình biết rồi, chứ mình coi theo ta là mình biết. Dạ, vậy là ông hai cũng biết sơ sơ ha. Dạ, biết sơ sơ, gặp ta biết, gặp bệnh cũng nhìn thấy cũng biết chút đỉnh. Dạ. Thôi bây giờ con xin tặng hai hộp sữa với chai dầu cho chị Huệ Linh ở bên Mỹ á, tặng cho những người lớn tuổi không hai? Hai nhận con hai hộp sữa chai dầu. Cái này là mày tặng hay là cái người nào tặng đây? Dạ, cái chị này bên Mỹ á, tặng cho những người lớn tuổi. Ông hai gửi lời thăm và cảm ơn chúc cho người ở có phước mà được phước cao thêm, để được nhờ cái phước này mà được tiến lên cho càng càng ngày càng cho phước nhiều hơn. Dạ. Dạ, thì con cảm ơn ông hai ha. Phước là không bao giờ ta mất, bởi vì ta cái người ta xuống giống mà ta gieo ra phước hào hoài thì ta lên không chứ không có xuống. Còn cái người nghèo nên là thọ hưởng của người ta không, rồi cái phước không có, cho nên thiếu phước là kiểu đó đó. Dạ. Có phước rồi người ta trồng lên ta thêm lên hoài, ta chăm giống, ta gieo giống hoài thì không bao giờ nó mất, nó lên hoài, nhiều thêm hoài chứ nó không mất. Còn cái người nghèo rồi thì chính là ăn không có gieo giống, cho nên cái nghèo khổ thì vẫn còn hoài, thiếu hụt hoài, nó đói khát thì vẫn có. Nhưng mà cái người giàu người ta có cái phù ruộng phước rồi, người ta gieo rồi ta hưởng hoài không hết phước, ta mới về được nước ngoài mà ta mới được cái tiền của cái nhiều rồi, người ta dư tầm bố thí nữa là cái phước đó người ta đâu có mất, trồng lên hoài đâu có hết. Dạ. Rồi con cảm ơn ông hai nãy giờ chia sẻ một số điều thắc mắc không hai. Dạ dạ. Cho ông hai gửi lời thăm những người nước ngoài vì gì có cái đủ cái phước đức rồi cho nên mới được giàu có, mới được dư giả, mới được bố thí, như vậy là cái phước đức nó quá cao. Dạ 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 dạ. Vậy con cảm ơn ông hai.